mì, chả lụa nữa. Đây là dĩa của con nè mẹ. Tao quỷ ăn đĩa mày. Dĩa của con. Ăn rồi hết à, không đủ. Ngồi không đủ mày. Nhiều thứ ăn không đủ. Không nợ. Mấy bà già đó. Ủa dễ ăn mà mềm mà. Khỏi lo đâu, thịt kho chín này là để ăn cơm dài dài. Mua ăn ăn tiệc. Trời mua gung rồi mà sao? Bên láng hay bên không láng? Bên vậy nè, ngửa nó lên vậy nè, nghe đẩy nó vậy đó. Cơm đi. Để đói chết. Đau bao tử. Hết thì đi mua. Má dòm đấy, đừng có dòm mã. Nước vỏ gạo, nước chanh kìa. Cái gì? Lường á, cho bếp á. Cho bếp hả, gịch gịch luôn á. Ở đây không có. Bên má á. Ủa, mỗi chỉ hai kho trứng kia còn nữa. Cái gì? Trứng trắng á. Bà nó kho cho tôi ăn rồi đâu. Ừ, hết rồi. Ê, mới hôm qua mà. Ừ, kìa. Hôm qua. Vậy mà hồi đó ông còn đi được. Bây giờ hết rồi.
Ổng hết đi rồi bây giờ. Thử chưa? Thử rồi, hết bận rồi, chiên cái chảo nhỏ đó mày muốn thử mày. Đi ghế lại tôi đập vỏ. Thu lấy lại cho đó. Thank you.
Ôi bộ ơi, mới lấy chồng bộ ơi đó. Thank you.
Thank you.